Xin chào anh em, ở bên cửa hàng mình còn một cặp loa DK nha. Đây là chiếc loa DK Full Bass 30 bản đặc biệt nha. DK King có model là UKBR12. Mặt lưới nó là lưới màu gold màu vàng. Và cái này là cái nước sơn UKBR12, là cái này là cái loa dòng limited nha, phiên bản giới hạn. Nó sản xuất số lượng rất là ít ha, bản kỷ niệm của hãng DK, 15 năm hãng loa DK. Thì hãng người ta sản xuất ra phiên bản giới hạn ha. Đây là mặt sau thông số nè, anh em thấy là giật mình luôn. Đó, DK Dunkin. Cái công suất đề 3, đĩa mét của nó là 500W. Độ nhạy của mắt FPL của nó là 133 dB, rất là khủng nha anh em. FPL mà tính 1W trên 1m là 127 dB nha. Model là UK12TR. Nước sơn của nó là màu ánh kim giống như là sơn xe ô tô cho anh em, rất là đặc biệt. Cái này là sơn mài nha, vỏ nó sơn mài. Thì bên mình còn một cặp này hàng để demo trưng bày. Bây giờ cuối năm mình bán giá tốt cho anh em ha. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ. Cặp loa này mới giá gần 30 triệu mà bây giờ mình bán nó chỉ hơn nửa tiền một chút xíu thôi. Nói chung thì có trưng bày nó cũng có hơi xíu sát một tí xíu, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng nha. Anh em nhìn tổng thể mặt tiền để như này thì là nó mới tinh luôn. Chỉ xước thì mình kinh ra kinh vào để một xíu thôi. Còn mà ra là còn rất là đẹp anh em nha. Đây mình quay xung quanh tổng thể nó cho anh em coi nè. Một cặp loa Full 30 này mình có thể chơi karaoke trong nhà, hoặc là mình có thể đeo ra ngoài trời hát được nha. Công suất của nó rất là ấn tượng luôn, fit tới 2000W một cái loa. Công suất fit rất là lớn nha, công suất đề 3 không là đã 500W rồi. Đó, bát chép bên trong thì ruột rất là xịn. Mình mở ra coi thì cái này là ruột bát chép của nó là cũ lo giống như RCF, nhưng mà do hãng DK mua làm thành thử ra là không có dán tem RCF nha, dán tem và in số series của DK. Đó, cái này là lo nguyên con, nguyên con, nguyên zin, nguyên xịn cho anh em nha, bao xịn cho anh em 100%. Có thông số trên hãng, trên website của hãng đàng hoàng nha. Anh em nào muốn coi thì inbox mình gửi cái link thông số cũng như hình sản phẩm chi tiết cho anh em. Đây là loa limited, là cái phiên bản giới hạn nó sản xuất. Nó chỉ có số lượng bao nhiêu đó là nó hết thôi, chứ nó không có nhiều anh em nha. Rồi, anh em nào quan tâm cái cặp loa DK UKPR12 này thì liên hệ cho bên mình ha. Liên hệ cho bên mình. Đó, cặp loa rất là đẹp luôn. Số Zalo là 0938 641 45, bên mình sẽ tư vấn báo giá cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Bên mình sẽ lên thêm nhiều cái sản phẩm mới nữa nha.